Hiện thực mỗi con người là biết, là tin và hiểu điều gì. Cuộc sống của con người là hãy yêu thương cuộc đời, biết ơn người, ơn đời. Yêu thương người, yêu thương chính mình. Hiện thực mỗi con người là biết, là tin và hiểu điều gì. Hạnh phúc sẽ dâng đầy. Sáng lên rồi bóng tối sẽ tan dần. Cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca. Từng ngày gắng luyện rèn để biết, để tin và hiểu điều gì. Giữ vững niềm tin mình, rạng rỡ niềm vui say đời, không u sầu than hờn. Ta dâng đời an vui tiếng cười. Nào cùng nắm tay kết đoàn để biết, để tin và hiểu điều gì. Cuộc sống sẽ tươi đẹp. Ta biết bao dung con người, luôn chân thật ở nơi chính mình. Ta nâng tầm ngôi tấm mình. Ánh sáng lên rồi bóng tối sẽ tan dần. Cuộc sống tươi đẹp. Ánh sáng lên rồi bóng tối sẽ tan dần. Cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca. Cuộc sống tươi đẹp ta hát bài ca. Hello cả nhà. Cả nhà có nghe tốt không? Dạ được thầy. Cảm ơn em. Rõ là thầy ạ. Ok. Hôm nay chúng ta tiếp tục, hôm nay đã là một tuần rồi. Rất là nhanh, nhòm một cái đã một tuần rồi. Chúng ta share cái slide lên để chúng ta làm việc nhé. Hôm nay chúng ta lại có hai phần. Một phần là phương pháp tác động cuộc sống và một phần là giải đáp bài kiểm tra khoảng 15 phút cuối cùng. Hôm nay chúng ta gọi là chúng ta sẽ trao đổi với nhau về phương thức. Phương thức chẩn. Phương thức chẩn bệnh. Có 5 phương thức chẩn bệnh. Phương thức là cách thức. Cách thức để chẩn bệnh. Chúng ta có 5 phương thức nhưng hôm nay chúng ta chỉ học 3 phương thức, còn 2 phương thức thì không học. Ai muốn nghiên cứu là lên mạng. Còn những người thực hành thì sẽ đến giới thiệu qua. Tại sao thế? Tại vì hai cái kia không hiệu quả. Với cái thời gian ít thế này, chúng ta làm tập trung vào những cái mà nó ít sử dụng, không cần thiết. Phương thức thứ nhất, nó gọi là phương thức đối nhiệt. Đối nhiệt.
Phương thức thứ hai gọi là phương thức co cơ tương ứng. Co cơ tương ứng. Phương thức thứ ba là phương thức chuyển tư thế. Phương thức thứ bốn là phương thức động hình. Phương thức thứ năm là phương thức đối động. Đây là năm cách thức để chúng ta chẩn bệnh. Có nghĩa là năm cách thức để chúng ta xác định được trọng điểm. Năm cách thức để xác định được trọng điểm. Đối nhiệt là thế nào ạ? Đối nhiệt là cái cách thức dựa vào nhiệt độ để tìm trọng khu trọng điểm. Đây là tinh hoa của phương pháp tác động sống. Đây là chi phối của tác động sống. Đây là ưu điểm nổi bật của tác động sống. Cho nên là học tác động của sống, học có mỗi cái đối nhiệt này thôi. Còn đâu bốn cái này để hỗ trợ. Bốn cái này để hỗ trợ. Nhà mình nhé. Chủ yếu là cái một thôi. Còn cái co cơ tương ứng, chuyển tư thế, động hình, đối động để hỗ trợ cái đối nhiệt. Cái này liên quan đến bệnh nội tạng. Quan trọng nhất là nội tạng. Nội tạng. Bệnh thần kinh thể dịch. Và một phần của bệnh vận động. Một phần của bệnh vận động. Cái co cơ tương ứng là cho giới hạn vận động. Cái này là cho bệnh giới hạn vận động. Khi mà chúng ta nhấc tay lên không nhấc được, đưa chân không đưa được, cúi xuống không cúi được, gọi là giới hạn vận động. Chuyển tư thế thì trong mọi trường hợp đều dùng. Chuyển tư thế là nói đến cái việc chúng ta thay đổi cái tư thế của cột sống trong quá trình khám sữa. Chuyển tư thế là thay đổi tư thế cột sống trong quá trình khám chữa. Động hình. Động hình này là khi có điểm đau ngoại vi, ví dụ như đau ở chân, đau ở tay, đau ở bên ngoài đấy. Thì đây là một cái cách thức để chúng ta tiếp cận để tìm trọng khu trọng điểm. Còn đối động là trường hợp có điểm có ổ rối loạn ở ngoại vi đối với bệnh nội tạng. Thì hôm nay chúng ta, buổi hôm nay là chúng ta tập trung vào cái đối nhiệt. Có nghĩa là dựa vào nhiệt độ để xác định trọng khu trọng điểm.
đặc biệt là 11 vùng nhiệt độ tương ứng với nội tạng và nhiệt độ trên hệ cuộc sống. Sau đấy là chúng ta nghiên cứu về co cơ tương ứng và chuyển tư thế. Đấy, trong buổi hôm nay chúng ta sẽ làm ba cái đấy. Có cái động hình và đối động thì sẽ gửi clip cho chúng ta tham khảo qua thêm ở nhà. Còn những cái buổi thực hành ấy, thì hướng dẫn thêm cái thực hành thì sẽ hướng dẫn tất cả. Chúng ta ghi tóm tắt là đối nhiệt là dựa vào nhiệt độ để tìm trọng khu trọng điểm, là tinh hoa, là chi phối của phương pháp tác động cuộc sống. Đối nhiệt là dùng nhiệt độ để xác định trọng khu trọng điểm, là tinh hoa, là chi phối ưu điểm của phương pháp tác động cuộc sống. Đối nhiệt là cách thức dùng nhiệt độ để xác định trọng khu trọng điểm, là tinh hoa, là chi phối, là ưu điểm của phương pháp tác động cuộc sống. Co cơ tương ứng, ứng dụng cho giới hạn vận động. Co cơ tương ứng, ứng dụng cho giới hạn vận động. Co cơ tương ứng, ứng dụng cho giới hạn vận động. Chúng ta hiểu đấy là tìm trọng khu trọng điểm cho với những cái trường hợp giới hạn vận động. Chuyển tư thế là thay đổi tư thế cột sống. Chuyển tư thế là thay đổi tư thế cột sống. Chuyển tư thế là thay đổi tư thế cột sống để xác định được các đặc trưng bệnh lý trên hệ cuộc sống. Khi mà nó có đốt sống lồi, đốt sống lệch, đốt sống lõm thì cái tư thế cuộc sống nó sẽ bị giới hạn vận động. Cho nên chuyển tư thế cũng thông qua cái giới hạn vận động trên hệ cuộc sống, nhưng mà nó tách ra. Cho nên cái 2, cái 3 này nó có cái cơ chế giống nhau nhưng ứng dụng khác nhau. Chúng ta vào cái phần thứ nhất. Vào phần thứ nhất là phần đối nhiệt. Đối nhiệt, phương thức đối nhiệt là dựa vào nhiệt độ để xác định trọng khu trọng điểm. Một là đối nhiệt. Đối nhiệt là dựa vào nhiệt độ để xác định trọng khu trọng điểm. Mục đích cuối cùng của chúng ta là xác định cái trọng điểm thôi. Bây giờ học lúc nào chúng ta cũng phải nhớ cái từ nó gọi là trọng điểm. Lúc nào chúng ta cũng nhớ mỗi cái từ trọng điểm thôi. Xác định được nó là được 70%. Ví dụ, có một người nói là người ta bị gan, người ta mất cân bằng. Ví dụ có một người nói với chúng ta là người ta gan, người ta bị mất cân bằng. Thế thì theo cái
11 vùng tương ứng với nhiệt độ nội tạng ấy, chúng ta mới kiểm tra vùng hạ xương phải của họ. Thấy có nóng, tích vào đây có nóng, chúng ta ok, đúng, gan rồi. Ví dụ 1 này. Có một người nói người ta bị gan nóng, gan mất cân bằng. Chúng ta kiểm tra, thấy đúng, ok, đúng gan nóng. Sau đấy, chúng ta đây là chỉ có dựa vào nhiệt độ ở cả nhà mình. Sau đấy chúng ta mới áp dọc trên hệ cột sống. Áp dọc trên hệ cột sống. Thấy có hai khu vực nóng. Chúng ta thấy có hai khu vực nóng. Thứ nhất, loanh quanh ở khu T10. Thứ hai là thấy nóng ở chỗ loanh quanh L3, hai vùng nóng. Chỗ T10 thì thấy có hiện tượng lồi lệch trái. Chỗ L3 có dấu hiệu đốt sống lồi lệch phải. Tại sao biết được ạ? Nhìn, lấy mắt nhìn thấy cơ nó căng hơn. Đấy, người ta đến với mình, người ta nói là gan, người ta mất cân bằng. Mình kiểm tra vùng tương ứng với nhiệt độ, vùng gan. Cảm thấy đúng. Đúng là chỗ hạ sườn phải nóng. Chúng ta kiểm tra trên hệ cột sống, thấy có hai khu vực hưng phấn ở khu vực T10 và L3. Và cái bước tiếp theo của chúng ta là phải chọn T10 hay L3 là trọng khu. Thì theo kinh nghiệm là chúng ta sẽ chọn ngay. Chúng ta sẽ chọn chỗ nào? Chọn T10 là trọng khu hay là chọn khu vực L3 là trọng khu? Thì theo kinh nghiệm là chúng ta sẽ chọn ngay T10. T10 là trọng khu. Tiếp đến là chúng ta phải xác định trọng điểm. Tìm được trọng khu rồi, bây giờ phải xác định trọng điểm. Thì chúng ta biết là T10 nó nằm từ đốt sống T8 đến T12. Đây là thuộc delta cơ T8 đến T12. Tại sao chúng ta lại tìm nhiệt độ? Đấy là chúng ta đã dùng cái thủ thuật áp rồi. Tìm được trọng khu ở T10, tiếp đến là chúng ta vuốt. Vuốt ở khu vực trọng khu. Khi chúng ta vuốt vào đấy thì chúng ta dựa vào cái giác quan mắt của chúng ta, sau đấy chúng ta thêm cái việc vuốt vào để chúng ta xem là cụ thể là cái đốt sống T10 nó lồi lệch như thế nào. Cái T9 với T11 có liên lồi lệch cùng không. Thứ hai là thể loại cơ bệnh lý nó là hẹp hay là rộng hay là lớn, ở lớp ngoài hay lớp giữa, lớp sâu. Vì vậy chúng ta chỉ chủ động, chúng ta tập trung, chúng ta vuốt vào cái vùng, vào cái vùng mà chứa trọng khu này thôi. Tại vì nhiệm vụ của chúng ta là tìm trọng điểm mà. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm trọng điểm. Chúng ta vuốt vào đây, chúng ta mới xác định được đốt sống bệnh lý. Thứ hai là chúng ta xác định được cơ bệnh lý. Đốt sống là lồi hay là lệch, hay là vừa lồi vừa lệch. Một đốt sống hay hai đốt sống,
cơ là cơ là lớp ngoài hay là lớp giữa hay là lớp trong, thể của nó là thể hẹp hay thể rộng hay thể lớn, tên cơ nó là cơ co hay là cơ cứng, hay là lớp sơ rối hay là sơ sợi, hay là sợi tròn hay là sợi dẹt, hay là gồm những loại nào. Tiếp đến, khi mà chúng ta vuốt, chúng ta xác định được cái thể loại cơ như thế rồi, chúng ta tiếp đến là chúng ta phải ấn. Chúng ta ấn, chỉ ấn ở cái khu vực trọng khu thôi. Chỉ ấn ở cái chỗ trọng khu thôi. Ấn vào trọng khu thôi. Để làm gì ạ? Ấn để tìm được cái gì ạ? Tìm được điểm đau. Và khi ấn đấy thì chúng ta cũng tiếp tục xác định là cơ. Nó cụ thể là nó di động hay không di động. Nó ở lớp ngoài hay lớp giữa, lớp trong. Lúc chúng ta vuốt thì chúng ta cũng xác định được rồi. Nhưng bây giờ chúng ta ấn, chúng ta tiếp tục xác định thêm cái thể loại của nó. Nhưng mà nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm điểm đau. Sau khi tìm được điểm đau rồi, chúng ta đến một cái thủ thuật nữa, nó gọi là V. V là chúng ta xem cái kích thước, hình dạng, rồi tính chất, đặc điểm của cái điểm đau. Kích thước, hình dạng, tính chất, đặc điểm của cái điểm đau này này. Chúng ta lấy cái minh họa như là những cái người bắt chấy, các cụ ngày xưa bắt chấy, dê dê tay ở trên đầu, thấy con chấy, dí con chấy xuống xem nó to hay nó bé, nó cựa quậy thế nào đấy. Cái điểm đau của chúng ta nó cũng kiểu như thế, đôi khi nó giống như là một cái vảy, đôi khi nó cứng cứng, đôi khi nó mềm mềm, đôi khi nó là cái sợi. Đôi khi thì nó dính, nó không, nó cố định. Có những lúc thì nó chật chẹo. Sau khi chúng ta tìm được rồi thì chúng ta đến cái thủ thuật cuối cùng là thủ thuật miết. Miết là tì cái trọng điểm. Miết là tì cái trọng điểm xuống cái nền của xương. Xong là miết đi miết lại để xem nó phản ứng thế nào. Khi mà chúng ta miết, biết là khoảng 10, 15, 20 giây mà thấy cái vùng nhiệt độ tương ứng với nội tạng ở chỗ hạ sườn phải nó mát đi, thì đấy chính là cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta đã tác động đúng trọng điểm. Nếu mà nó mát rất là nhanh thì chúng ta nói là như thế này sẽ chữa nhanh. Đối nhiệt là như thế. Tương tự với bệnh tim mạch huyết áp thì chúng ta kiểm tra vùng nhiệt độ ở vai cổ trái. Tương tự đối với bệnh đại tràng, chúng ta kiểm tra vùng nhiệt độ ở chẩm. Đây là huyết áp này. Thì chúng ta kiểm tra vùng nhiệt độ. Chuyển các cái màu để mọi người nhìn này, cho nó dễ. Thứ nhất là mẫu, nếu mà huyết áp thì kiểm tra nhiệt độ ở cổ vai trái. Tương tự nhá, tương tự. Trường hợp là đại tràng. Đại tràng thì chúng ta kiểm tra nhiệt độ ở vùng chẩm. Trường hợp là mật. Chúng ta kiểm tra nhiệt độ ở vai phải.
Trường hợp là nội tiết. Chúng ta kiểm tra nhiệt độ tương ứng với nội tạng ở giữa lưng. Trường hợp liên quan đến thận. Thì chúng ta kiểm tra nhiệt độ ở thắt lưng. Trường hợp tử cung buồng trứng. Tử cung buồng trứng. Thì chúng ta kiểm tra nhiệt độ ở khe mông. Trường hợp là dạ dày. Thì chúng ta kiểm tra nhiệt độ ở vùng thượng vị. Trường hợp ruột non. Chúng ta kiểm tra nhiệt độ ở rốn. Trường hợp bàng quang. Chúng ta kiểm tra nhiệt độ ở bụng dưới. Kiểm tra cái này để xác định xem là bệnh gì. Sau đấy là chúng ta phải kiểm tra nhiệt độ ở trên hệ cột sống. Xem có khu vực nào hưng phấn. Trong các khu vực hưng phấn, chọn ra một chỗ để chẩn. Đấy là trọng khu. Trên trọng khu chúng ta tiến hành vuốt, ấn, về để xác định trọng điểm. Sau đấy là miết để thăm dò và khẳng định trọng điểm. Bây giờ có một cái này để chúng ta gợi ý, để chúng ta tìm cái trọng khu nó được dễ. Với cái phương pháp đối nhiệt này, chúng ta chia ra ở chỗ khoảng T6. Đây khoảng T6 này. Đây là khoảng L3 này. Đây trên này gọi là thượng tiêu. Thượng tiêu. Đây là trung tiêu. Dưới này là hạ tiêu. Mỗi cái này nó chỉ có khoảng 15 phân thôi cả nhà. 15-20 phân. Thì tâm mới phế nhà mình nhé. Tâm này. Tâm phế là tâm phế. Thì chủ yếu là trọng khu, trọng điểm nó nằm ở vùng thượng tiêu. Can và tỳ thì nằm chủ yếu ở trung tiêu. Thận thận thì chủ yếu nằm ở một phần của trung tiêu và chuyển sang hạ tiêu của chỗ thắt lưng ấy. Đấy là thận. Tương ứng với năm cái tạng này thì có năm phủ. Tâm thì có ruột non. Ruột non thì nó nằm chủ yếu ở phần dưới này. Ruột non. Phế thì có đại tràng. Đại tràng với ruột non đều nằm ở cái phần hạ tiêu.
Can thì với mật. Mật cũng nằm ở trung tiêu. Tề với vệ. Vệ cũng nằm ở trung tiêu. Thận với bàng quang. Bàng quang nằm ở dưới hạ tiêu. Đây là gợi ý. Ngoài ra chúng ta có thể dựa thêm theo cái kinh lạc huyệt đạo để chúng ta gợi ý nữa. Thì tâm nó hay ở T6. Tâm nó khoảng ở T6, T7. T5, T6, T7. Phế thì T3, T4, T5. Can thì khoảng T10. T thì T12. Thận L3. Bàng quang S3. Ruột non S2. Còn cái gì đó? Hết rồi. Tâm can tỳ phế thận. Tâm thì có ruột non, phế thì có đại tràng. Đại tràng L5. Can T10 thì mật là T11. Mật là T11. T thì mới vệ. T là T12. Vệ là L1. Thận là L3 thì bàng quang là S3. Đấy. Thế là đây là những cái đốt sống, cái này nó gọi là gợi ý, cái này chỉ là gợi ý thôi. Còn nhiệm vụ chúng ta là phải tìm cái hội tụ các đặc trưng bệnh lý tại các cái khu vực hưng phấn ấy, chúng ta mới tìm cái trọng điểm. Đây là cái đối nhiệt vô cùng quan trọng nhà mình. Đối nhiệt là vô cùng quan trọng. Liên quan đến cái đối nhiệt này, có ai có câu hỏi nào không ạ? Cái đối nhiệt nó là tinh hoa, nó là ưu điểm, nó là chi phối. Tất cả các bệnh cuối cùng phải quay về đối nhiệt. Cho nên những cái cuốn sách đầu tiên ấy, là cụ thận trọng, cụ không có đưa cái đối nhiệt lên, cụ ai hiểu thì hiểu thôi. Cho nên là sách là không có cái đấy. Ở cái phần đối nhiệt này có ai có câu hỏi nào để cho nó có bối cảnh để giải thích để cho mọi người hiểu rõ hơn không ạ? Khi mà Thảo chia sẻ cái này á, là giúp cho mọi người biết cái thông tin để chúng ta học thuộc. Sau đấy là dần dần chúng ta phải hiểu dần nữa. Thế còn để chúng ta có lòng tin là chúng ta phải trải nghiệm. Thứ nhất là cơ sở khoa học. Thứ hai là lòng tin của mọi người. Nhưng cái lòng tin quan trọng nhất là lòng tin ở trong lòng chúng ta. Niềm tin, lòng tin ở trong chúng ta khi chúng ta trải nghiệm chữa cho người khác. Một trong những cái chúng ta hay mắc là chúng ta đi tin vào một vị thầy nào đấy, một chuyên gia nào đấy. Xong là chúng ta cứ định tâm chúng ta vào người ta thôi. Chứ chúng ta không biến cái niềm tin của người ta sang được. Tại vì nếu mà biến được cái niềm tin đấy, thì những cái người đấy người ta đã chuyển niềm tin cho con cháu người thân người ta hết rồi. Mà niềm tin chỉ có giá trị khi nó nằm ở trong chúng ta thông qua trải nghiệm của chúng ta. Cho nên là tất cả những cái chia sẻ chỉ giúp chúng ta là nó gọi là biết và hiểu. Sau đấy là chúng ta thực hành để chứng kiến. Sau đấy là đa dạng hóa, phong phú hóa bằng cái trải nghiệm qua nhiều người bệnh của mình. Thì dần dần nó mới đưa lòng tin vào. Xin mời câu hỏi ạ.
Rồi. Vậy chúng ta sẽ đi tiếp cái phần thứ hai nhé nhà mình. Cái phần thứ hai là chuyển tư thế. Chuyển tư thế để tìm trọng khu trọng điểm. Chuyển tư thế để làm gì? Thì trong tác động cột sống ấy, là chia cái cột sống ra làm hai khu vực nhà mình. Thứ nhất là khu vực cổ. Từ C1 đến C7. Thứ hai là thân. Là phần còn lại. Chuyển tư thế nghĩa là thế nào? Là trong quá trình khám bệnh, yêu cầu người bệnh nghiêng phải, nghiêng trái, cúi, ngửa. Trong quá trình nghiêng phải, nghiêng trái, cúi, ngửa đấy, thì xem, hỏi người bệnh xem có giới hạn ở phía nào không? Tại vì khi có giới hạn là do có đốt sống ở cơ bệnh lý thì nó giới hạn. Giới hạn vì người ta đau. Mà đau đấy là do cơ và đốt sống bệnh lý. Thông qua cái việc người ta đau ở cái chiều nghiêng hay chiều cúi hay chiều ngửa đấy thì chúng ta dùng các cái thủ thuật vuốt, ấn để tìm cái đốt sống và lớp cơ bệnh lý. Khi chúng ta vuốt thì chúng ta vuốt tất cả những cái cơ ở cái vùng cổ này xuống đến vai này. Chúng ta vuốt hết tất cả cái vùng này. Vuốt ở các cái trạng thái cúi, nghiêng, ngửa, mắt nhìn, tay vuốt, tâm cảm nhận. Tương tự, chúng ta cũng yêu cầu người bệnh nghiêng người phải trái và cúi ngửa để xem có cái giới hạn vận động ở trên cái phần cột sống ở lưng ông. Và trong quá trình ở các cái vị trí nghiêng, chúng ta giữ lại đấy để chúng ta vuốt, vuốt bên phải, vuốt bên trái. Ví dụ khi người ta đang nghiêng phải, khi người ta đang nghiêng phải thì toàn bộ cái cơ bên phải này nó rất mềm nhà mình. Nhưng mà cơ bên trái lúc đấy nó lại căng lên. Cho nên là nếu mà nghiêng sang bên phải mà nó có giới hạn, mà cơ nó lại trùng ra, thì lúc đấy chúng ta mới vuốt ở trên hệ cột sống, thì có đốt sống nào mà nó lồi là chúng ta cảm nhận được ngay. Rồi khi nó mềm ra là chúng ta tiếp cận được các lớp cơ sâu dễ dàng hơn. Cho nên là thông qua cái chuyển tư thế này là chúng ta xác định được thể loại tổng thể. Thể loại tổng thể. Và chúng ta nhớ là cái phương pháp chuyển tư thế này ấy, là ứng dụng trong quá trình khám và chữa. Cả khám và chữa. Khám cộng chữa. Có rất nhiều trường hợp người bệnh ngồi ngay thẳng, chúng ta không tìm được điểm đau, như bảo người ta nghiêng cúi ngửa thì ở một cái tư thế nào đấy thì chúng ta nó hiển lộ ổ rối loạn ra, nó giúp hiển lộ rõ hơn, rõ cái trọng điểm, cái ổ rối loạn. Cho nên là chuyển tư thế là cái cách thức hỗ trợ chúng ta tìm
đốt sống bệnh lý, cơ bệnh lý, rồi thì các cái hội tụ của các đặc trưng bệnh lý đốt sống lớp cơ, cảm giác nó dễ dàng hơn. Nếu mà cứ để người ta ngồi ngay đơ ra đấy thì có những trường hợp là chúng ta không tìm được. Nhưng mà chỉ cần bảo là cúi nghiêng ngửa, trong quá trình cúi nghiêng ngửa thì chúng ta thao tác các cái thủ thuật, và chính lúc đấy thì cái việc xác định nó rất thuận lợi. Về cái chuyển tư thế chúng ta chỉ tiếp cận đến như thế thôi. Xin hỏi về chuyển tư thế, có ai có câu hỏi gì không? Về chuyển tư thế, có ai có câu hỏi gì ạ? Ai có câu hỏi cho xin câu hỏi cho nó ấm áp nào, sôi nổi nào. Biết ơn cả nhà, thế là mọi người hiểu hết rồi. Chuyển sang cái phần 3 là phần co cơ tương ứng. Cái này có thể nói là cái co cơ tương ứng này liên quan đến bệnh vận động và thần kinh vận động, nhưng mà cũng là tinh hoa của phương pháp tác động cuộc sống. Khi mà hiểu rồi mới thấy sao mà thầy tổ hay thế, nhà mình quá hay. Cái thứ 3 là co cơ tương ứng. Co cơ tương ứng. Co cơ tương ứng là ứng dụng cho giới hạn vận động, nhà mình nhé. Giới hạn vận động. Giới hạn vận động. Ứng dụng cho bệnh giới hạn vận động. Có những trường hợp nào giới hạn vận động? Một là tay. Tay nhấc lên đau, tay quay sau đau, tay quay đằng trước đau. Đấy gọi là giới hạn vận động. Chân đưa ra đằng sau, đưa ra đằng trước, giới hạn. Nó đau không đưa được, gọi là giới hạn vận động. Cổ cúi xuống đau, gọi là giới hạn cúi. Ngửa ra đau, gọi là giới hạn ngửa. Nghiêng phải đau, xoay trái đau, giới hạn. Phần thân cái lưng ấy, cúi ngửa nghiêng phải nghiêng trái đau, cho nên là giới hạn. Bất cứ có cái vận động nào giới hạn thì gọi là vận động là giới hạn. Ở đây có một lưu ý, những cái trường hợp mà riêng cái tay thôi hoặc là riêng cái chân thôi, mà nếu nhất là cái tay này, nếu mà có từ hai chiều giới hạn trở lên cùng một thời điểm, có lớn hơn hoặc bằng hai chiều giới hạn thì chúng ta phải thận trọng vì có dấu hiệu có viêm. Nếu có từ hai giới hạn trở lên thì chúng ta phải lưu ý, tại vì như thế là dấu hiệu tỷ lệ rất cao là có viêm rồi. Mà viêm thì phải chữa viêm trước. Khi đã viêm thì phải chữa viêm trước. Tại vì nếu viêm mà chúng ta dùng các cái thủ thuật, dùng các cái động tác kết hợp với làm đung đưa rồi thư giãn, rất có thể nó làm tổn thương cái chỗ bị viêm. Những cái dây chằng gân cơ mà nó bị viêm. Viêm là thế nào? Là nó có mổ, nó bị tổn thương đấy. Nếu mà chúng ta làm mà vì một cái lý do nào đấy mà nó tổn thương thì sau này rất khó phục hồi. Có những cái kỹ thuật, có những cái động tác, ví dụ chúng ta cắt cơn đau, ví dụ như là chúng ta làm cho người ta vào cái trạng thái thư giãn thả lỏng được tức thời, người ta thích quá người ta vận động, nhưng mà cái ổ viêm ở trong đấy nó có, và khi người ta vận động thì nó mới rách, nó mới đứt cái gân cơ ở chỗ mà nó bị viêm đấy. Tại vì lúc đấy nó ở trạng thái yếu, viêm mà. Và sau này
nó bị nặng hơn và cái việc phục hồi rất khó khăn. Đây là có một cái clip thầy Phó Giáo sư Lê Lương Đống, thầy nói về cái việc những cái học trò tác động cuộc sống đi giật bẻ mạnh quá, mà những cái trường hợp đấy nếu mà phải người ta viêm, nếu mà phải đấy là những cái cơ chế của những cái hạch bạch huyết do trong người có những cái phản ứng tự chữa lành nó nổi lên mà giật rồi bẻ thì cực kỳ nguy hiểm. Có một cái clip nhà mình. Chúng ta ứng dụng cụ thể, ví dụ cho trường hợp giới hạn vận động của tay. Đây, tay người ta đang buông. Trường hợp người ta nâng lên một góc khoảng 80 độ thì bắt đầu người ta đau, người ta không nâng được nữa. Lên đến đây, đau không nâng được nữa. Giới hạn. Nâng lên đến đây là đau, không nâng được nữa. Cái này gọi là giới hạn vận động. Vì lẽ ra người ta phải nâng được hẳn lên trên đầu này. Và chúng ta cái này gọi là giới hạn vận động. Cái phương thức này gọi là phương thức co cơ tương ứng. Cách tiến hành là chúng ta hở lưng người bệnh. Hở lưng người bệnh ra ánh sáng. Sau đấy tại vị trí giới hạn vận động. Tại vị trí giới hạn vận động. Yêu cầu người bệnh nhấc lên nhấc xuống một vài lần. Tại cái vị trí giới hạn vận động thì cứ cái nào nó nhấc lên là đau, hạ xuống xong nhấc lên lại đau, hạ xuống xong lại nhấc lên lại đau, thì mỗi một cái lần nó đau đấy là nó có một cái sóng cơ nó chạy vào một cái điểm nào đấy, ví dụ nó chạy vào D7 D8, cứ mỗi một lần người ta đau người ta gồng lên thì nó lại có một cái sóng cơ nó chạy vào cái khu vực đốt sống nào đấy. Thì đấy chính là đốt sống chứa trọng điểm, tương đương với trọng khu. Khi yêu cầu người bệnh vận động tại vị trí giới hạn vận động, thì người bệnh sẽ đau. Và mỗi một cái nhịp vận động tại vị trí giới hạn vận động mà nó đau, nó gồng cơ lên, thì có một sóng cơ chạy vào một cái đốt sống nào đấy. Thì đấy chính là đốt sống chứa trọng điểm, tương đương với trọng khu, nhưng mà khái niệm là đốt sống chứa trọng điểm. Tại cái vị trí đốt sống chứa trọng điểm này, chúng ta đối xử với nó như là trọng khu ở chỗ đối nhiệt. Lúc đấy chúng ta kiểm tra chắc chắn ở chỗ này sẽ nóng, cơ sẽ co, đốt sống sẽ lồi hoặc lệch. Và nếu nó nằm ở vùng tam giác cơ nào thì khi chữa chúng ta phải giải tỏa hết vùng tam giác cơ đấy, và chúng ta cũng sử dụng vuốt ấn về miết để tìm cái trọng điểm ở đây, để tìm cái trọng điểm. Lúc đấy chúng ta làm tương tự như với trọng khu, nhưng mà đây là chúng ta có cụ thể cái đốt sống nó tương đương với trọng khu. Chúng ta cũng áp vuốt ấn tại cái đốt sống chứa trọng điểm này để tìm ra một cái điểm đau. Tìm cái điểm đau nhất. Sau đấy là cũng V để xác định hình dạng, tính chất, kích cỡ, đặc điểm của cái điểm đấy. Và cuối cùng là chúng ta cũng biết. Miết thì ở đây nó không có vùng nhiệt độ như lúc nãy. Mà khi chúng ta miết vào đây một lúc xong, chúng ta yêu cầu người bệnh vận động cái tay thì thấy nó giới hạn vận động tăng lên. Những cái này là chúng ta sẽ được trải nghiệm. Khi mà có trường hợp đấy thì chúng ta sẽ trải nghiệm ngay.
mà chúng ta tiến hành, chúng ta giải tỏa cái trọng điểm đấy. Nhân tiện nói qua về phương thức động hình. Động hình liên quan đến phương thức chữa bệnh thần kinh và thần kinh vận động dành cho điểm đau ngoại vi. Ví dụ người bệnh người ta đau ở ngoài tay đây. Người ta đau ở đây. Khi người ta đau ở tay đây thì chúng ta tác động vào điểm đau. Chúng ta tác động vào điểm đau. Tác động ví dụ như là bật vào cái cơ mà nó đang đau ấy. Thì ngay khi bật ấy, thì người bệnh rất đau, người ta gồng người lên thì cũng có một cái điểm cơ nào đấy nó co cộm lên. Trường hợp co cơ tương ứng là yêu cầu người bệnh vận động. Còn điểm đau ngoại vi thì chúng ta tác động vào điểm đau đột ngột. Tác động đột ngột nhé nhà mình. Đột ngột. Khi chúng ta tác động đột ngột vào điểm đau ở ngoại vi thì người bệnh sẽ đau gồng người lên, và ngay khi gồng người thì nó có một cái lớp cơ nó chạy vào đốt sống nào đấy. Và cái đốt sống đấy chính là đốt sống chứa trọng điểm. Rất đơn giản nhưng mà đơn giản đến vĩ đại. Để phát hiện ra những cái này, đấy là những cái trực giác, những cái kết nối. Cái này nó gọi là phải là trí tuệ vượt trên các cái trí tuệ đúng sai nghiên cứu, mà nó kết nối để nó hiển lộ ở một cái người nào đấy. Nó gọi là trí tuệ kết nối hay là trí tuệ vô sư trí đấy cả nhà. Rồi, biết ơn cả nhà. Hôm nay về lý thuyết tác động cuộc sống thì chúng ta chia sẻ về cái phương thức chẩn bệnh. Phương thức là cách thức để chẩn bệnh. Cụ thể là cách thức để tìm trọng khu, trọng điểm đối với các loại bệnh theo từng cái cách khác nhau. Xin hỏi có ai có câu hỏi nào không ạ? Mọi người nghĩ câu hỏi, nghe một bài hát nhé. Nghe bài hát xong nghĩ một câu hỏi. Thay đổi không khí, nghe một bài hát. Rằng không bao giờ tôi nhận được điều ấy, thế nhưng mà tôi được nên thấy lòng sướng vui, lòng bồi hồi nội tâm vô cùng cảm động, lòng dằn lòng từ nay trân trọng và biết ơn. Rồi từ ngày như thế, rồi từ ngày như thế, người vẫn cho tôi. Rồi từ ngày như thế, và từ ngày như thế, tôi hiển nhiên có đường. Điều ngờ rằng không có nay đã thành hiển nhiên, điều mà người cho tôi đã trở thành hiển nhiên.
thiên nhiên xuất hiện thì không còn ơn nghĩa, biết ơn và trân trọng tan biến từ bao giờ. Rồi một ngày người kia không còn cho tôi nữa, là ngày mà lòng tôi oan trách người không. Không bao giờ tôi nhận được điều ấy, thế nhưng mà tôi được nên thấy lòng sướng vui, lòng bồi hồi nội tâm vô cùng cảm động, lòng dằn lòng từ nay trân trọng và biết xuất hiện thì không còn ơn nghĩa, biết ơn và trân trọng tan biến từ bao giờ. Rồi một ngày người kia không còn cho tôi nữa, là ngày mà lòng tôi oan trách người không. Rất là hay đúng không ạ? Bảo cũng muốn chia sẻ với cả nhà là rất là trân trọng biết ơn cái sự hiện diện của các anh các chị để cho Thảo được chia sẻ. Khi mà nhìn thấy cái màn hình nó ít nhất là nó đủ được một cái lượng người. Đôi khi nó có những trường hợp mà nó nhiều quá, 300-400 người ấy, và cái năng lượng nó ngùn ngụt với cả nhà. Và ngược lại có những hôm ấy có 3-4 người thôi. Và lúc đấy là không có năng lượng để làm, là lúc đấy phải kích lên, thậm chí phải ra uống chén rượu vào để cho mắt nó ảo ảo lên, nhìn như là đông người để còn giảng cho nó vui. Cho nên là gọi là giảng hơi to tát, chia sẻ cái kiến thức mà được các bác, các anh chị mà có mặt là hạnh phúc lắm. Liên quan đến cái bài trân trọng để biết ơn thế này thì Thảo muốn chia sẻ với cả nhà thế này. Đã có duyên nghiên cứu về cái từ trân trọng biết ơn 3 năm rồi. Nhưng mà vừa rồi cái ông thầy Huýt, ông mới cho mình giật mình là cái từ trân trọng biết ơn nó quan trọng quá. Trân trọng thì sở hữu, biết ơn thì thiên trường địa cửu. Người sở hữu không trân trọng thì người trân trọng sở hữu.
chúng ta chắc là rất nhiều người nghe nói là tướng do tâm sinh, cảnh do tâm chuyển, vạn pháp duy tâm tạo. Nhưng mà tất cả bí mật nó nằm trong có mỗi cái từ trân trọng biết ơn thôi nhà mình. Ở trong cái bài hát này nó có chia sẻ một cái bối cảnh, chúng ta thử ẩn dụ một cái bối cảnh thế này. Cái câu hỏi là có phải con người có xu hướng là biết ơn hay xu hướng là vô ơn? Con người có xu hướng là biết ơn hay xu hướng là vô ơn? Ví dụ thế này ạ. Chúng ta ở nhà, bố mẹ đẻ ra, nuôi lớn lên, cho ăn, cho học. Đến một hôm bố mẹ giận, bố mẹ phạt cho một tí. Thế là mình bỏ, mình chạy đi. Mình chạy đi, mình không thèm về nhà nữa. Mình lang thang ngoài phố. Rồi mình đói quá, nhưng mà mình oán giận bố mẹ, mình không có về. Nhưng mà mình đói quá, cho nên là mình phải vào một cái chỗ nào đấy có cái gì ăn được. Thế nhưng mà mình lại không mở mồm xin được. Mình nhìn người ta bán bát phở, mình nuốt nước bọt. Tức là cái bà bán phở, bà nhìn thấy hiện tượng này hiện đói, bà mới nảy sinh cái lòng từ bi trắc ẩn. Bà mới vẫy vào, bà bảo đói phải không? Bảo vâng, cháu đói quá. Thế là bà cho bát phở. Bát phở 3, 40 nghìn, 50 nghìn bây giờ. Thế là mắt sáng trưng lên, ăn xong thế là biết ơn quá. Có mỗi bát phở thôi mà cảm động biết ơn ngào ngạt. Ăn xong đôi mắt như thế là chớp chớp cảm động, mới nói cái bà bán quán là bà ơi, con biết ơn bà lắm. Hay bà nhận con làm con nuôi đi. Hay bà nuôi con, bà nhận con làm con nuôi đi. Thế thì bà mới hỏi thăm, bà bảo thế làm sao? Thế mới kể chuyện là bố mẹ con mắng con, phạt con. Con chỉ có mắc cái lỗi như thế thôi mà mắng chửi con như thế. Đuổi con đi. Thế bà bảo đuổi thế nào? Bảo con đi, con bảo con đi. Mắng thế con đi. Thì bảo đi thì đi đi. Thế bà mới bảo là thế bố mẹ đẻ ra, xong thì nuôi gần 20 năm rồi. Nuôi cho ăn, nuôi cho học mà chỉ có vài câu thế thôi. Ra đây một cái người dưng nước lã cho có mỗi cái bát phở thôi. Thế mà quên luôn bố mẹ mang ơn. Thế thì đạo lý ở đâu? Thế này bà mới lựa lời, bà nhắc khéo, xong bà động viên. Thế là cái cậu thanh niên mới ngộ ra, quay về. Thế thì các cái nhà chuyên gia phát triển bản thân, người ta mới nghiên cứu, người ta mới phát hiện ra rằng chúng ta là có xu hướng là biết ơn tiểu quý nhân, nhưng mà lại vô tình vô ơn với đại quý nhân. Lý do có mỗi chữ là quên mất cái chữ trân trọng biết ơn. Chúng ta không quen dùng. Tại sao nó lại mất với cái trân trọng biết ơn với những cái đại quý nhân, là những người giúp chúng ta những cái việc lớn ấy? Tại vì nó có cái từ hiển nhiên. Hiển nhiên là chúng ta được hưởng. Cho ăn, cho nuôi mãi rồi, chúng ta không cảm động. Mà chúng ta thấy là hiển nhiên. Cho nên khi không như ý chúng ta là chúng ta oán trách luôn. Mà khi đã có oán trách thì không có cảm động, không có biết ơn. Làm thế nào để có biết ơn ạ? Có trân trọng biết ơn ạ? Chuyên gia dạy câu mình thích lắm nhà mình. Có nghĩa là cái mà chúng ta cảm thấy chúng ta không xứng đáng được hưởng mà lại được hưởng thì chúng ta cảm động. Và ngay khi có cảm động thì trân trọng biết ơn hiện diện. Và nếu chúng ta quan sát thì chúng ta trân trọng biết ơn là trạng thái gì của tâm ạ? Trân trọng biết ơn là trạng thái chúng ta đã đạt được điều chúng ta muốn rồi thì chúng ta mới biết ơn. Biết ơn chỉ xảy ra khi mà chúng ta đạt được điều chúng ta mong muốn rồi. Vì vậy khi chúng ta làm rõ cái điều mong muốn trong tâm và có cái cảm xúc cao trào của lòng biết ơn
thì cái tha lực, cái lực hấp dẫn, cái rung động năng lượng sẽ biến cái hình ảnh trong tâm thành hiện thực. Có hẳn một cuốn sách 400 trang nghiên cứu tất cả về tôn giáo, về tà thuật, về thôi miên ám thị, về cơ chế giả dược, vân vân. Và cuối cùng đưa ra một cái nội dung cuối cùng, đấy là muốn đạt được điều mình muốn thì phải làm rõ hình ảnh ở trong tâm trí, kết hợp với kỹ thuật làm hiện diện lòng biết ơn với cường độ cao trào, giữ ổn định nó ở đấy, chúng ta sẽ có điều chúng ta muốn, nhà mình ạ. Chỉ có điều 90% những điều chúng ta muốn khi chúng ta có rồi thì chúng ta lại chán. Đấy là lý do tại sao rất nhiều người vướng vào lao lý, rất nhiều người vướng vào những cái nỗi buồn, rất nhiều người bị gán cho là lòng tham vô đáy. Tại vì muốn đấy nhưng mà có rồi chán luôn. Và đấy là một cái kỹ thuật cần phải ghép vào cho nó đồng bộ, để chúng ta làm cái gì, làm lâu, làm lớn, cảm động từ đầu đến cuối. Và luật hấp dẫn sẽ là cái cách thức để chúng ta đạt được nó trong một cái sự hạnh phúc, thư giãn và nhàn hạ nhất. Biết ơn cả nhà, bây giờ xin chuyển sang một cái nội dung nho nhỏ nữa. Đấy là hai cái câu vô cùng quan trọng liên quan đến bài kiểm tra để cho các anh chị có thể kiểm tra ở cái thứ bảy ngày 25 ạ. Chúng ta đã có 5 câu hỏi rồi. Hôm nay là cái hướng dẫn thứ 3. Câu thứ 6 là ưu điểm của phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam. Ưu điểm của phương pháp tác động cuộc sống Việt Nam là gì? Ở câu này chúng ta phải nói được những cái ý như sau ạ. Ý thứ nhất, tác động cuộc sống là phương pháp toàn diện. Toàn diện. Toàn diện là thế nào ạ? Là có khám, là có chữa, là có tiên lượng, là có an toàn phương tác động cuộc sống, là có phục hồi chức năng, toàn diện hết. Như thế nào là khám, như thế nào là chữa, như thế nào là tiên lượng, như thế nào là an toàn, như thế nào là phục hồi chức năng, thì cái này nó là mình nắm được phương pháp thì nó là các bước thôi. Và đấy là lý do tại sao mà lại có 6 đề tài khoa học, hàng chục giáo sư, tiến sĩ đầu ngành tham gia. Tại sao lại được dạy ở học viện và các cái tổ chức khác? Đây là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai là tác động cuộc sống thống nhất, ứng dụng trọn vẹn tinh hoa y học cổ truyền và thành tựu y học hiện đại. Thống nhất, ứng dụng được tinh hoa y học cổ truyền và ứng dụng được thành tựu của y học hiện đại. Chúng ta là một cái liệu pháp tác động cuộc sống nhưng mà nó lại hợp nhất, thống nhất được với tất cả các cái ngành y tế khác. Cái thứ ba là an toàn
ngoặc kép là tuyệt đối. An toàn tuyệt đối. Cái này cho ngoặc kép tại vì chả có cái gì tuyệt đối cả. Tiếp nữa là rất hiệu quả. Trong áp dụng chủ động chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe chủ động và trong phổ cập là chia sẻ đấy. Một cái ý nữa là hỗ trợ được hầu hết tất cả các chứng bệnh, hỗ trợ nhé, nhà mình nhé, hỗ trợ chăm sóc được tất cả các cái trạng thái, trong đấy có cả các bệnh nan y và các bệnh không rõ nguyên nhân. Bệnh nan y là bệnh nặng đấy. Còn bệnh không rõ nguyên nhân là thế nào ạ? Là có các kết quả chụp chiếu chưa rõ nguyên nhân nhưng mà nó lại nổi trọng điểm nhất trên lưng. Và khi chúng ta giải tỏa được trọng điểm thì người bệnh người ta thấy khỏi. Có rất nhiều bệnh như là bệnh giả vờ, chụp chiếu xét nghiệm không có kết quả. Nhưng mà nó lại có trọng điểm trên lưng và chúng ta giải tỏa trọng điểm thì người bệnh được giải phóng. Đấy. Tạm thế nhà mình, chúng ta viết thế nào thì viết, nhưng mà cái nội dung này phải đưa ra được. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 7 là tại sao nói phương pháp tác động cuộc sống là rất an toàn? Câu này là chính cái câu một phần của cái câu này. Rất an toàn. Rất an toàn. Tại sao rất an toàn? Chúng ta phải trình bày được các cái ý ạ. Một là có an toàn phương. Tác động cuộc sống nó có cả một cái kỹ thuật an toàn phương. Khi chúng ta chữa bệnh nó hay có những cái tai biến, đấy là những cái trường hợp nó tụt huyết áp hay tăng huyết áp. Thế rồi nó có những cái tình trạng nó bị tổn thương, ví dụ như là bị gãy xương, vỡ cơ, vân vân, thì các cái kỹ thuật và các cái quy định của tác động cuộc sống cũng như cái an toàn phương nó giúp cho chúng ta tránh được những cái đấy. Cái thứ hai là không dùng thuốc. Không thuốc, không dụng cụ. Cho nên nó không ô nhiễm, không có phản ứng phụ. Cái thứ ba là nhu thuật làm chủ đạo. Nhu thuật làm chủ đạo. Cái thứ bốn, có quy định chặt chẽ về lực cho phép, thời gian cho phép, lực vùng nào thì phải làm trên cái cơ sở nào, thời gian ở vị trí nào thì làm như thế nào, phải dừng. Đấy, chúng ta ít nhất chúng ta phải nói được bốn cái này, còn có cái gì nữa thì chúng ta đọc sách, chúng ta viết thêm được câu cú cho hay và sạch chữ đẹp để nó được đủ điểm. Mỗi một câu này là 2 điểm.
2 trên 10 đấy. Bây giờ là 10 giờ 20. Biết ơn cả nhà, nghỉ thôi. Hôm nay thế thôi. Có ai có câu hỏi nào không ạ? Rồi, biết ơn cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Có ai bật cái camera lên để chào cái nào? Nhìn thấy mặt cái để cho nó ấm áp để ngủ cho ngon giấc nào. Em chào thầy ạ. Chào cả lớp ạ. Biết ơn cả nhà. Biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Tạm biệt nhé. Chúc ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon.